Vâng, em xin chào tất cả anh chị em đang xem livestream nhá. Buổi sáng ngày hôm nay thì rất là nhiều những cái dòng xe. Hai chị em sẽ giới thiệu với tất cả anh chị em. Đặc biệt là có Dream về rất nhiều, hai chiếc vừa mới về, Dream Việt và Dream Thái. Các anh chú ý nhá, những cái dòng mà các anh hỏi giá toàn dưới 20 rất hợp lý. Còn vẫn có những cái dòng phổ thông như là SH 150 CVS và 150 ABS em để trong nhà. Đấy, đều màu trắng hot hit. Bên cạnh là một chiếc AB 125 nhưng mà là màu nhá, các anh em lưu ý nhá. Rất ấn tượng cái màu này. Vâng. 150 em cũng đã có hai xe xuất hiện trong nhà rồi. Các anh em thấy về đều không ạ? Đi ăn đi, các cháu đi học đây, các cháu đi học, học sinh không cần bằng. 50cc. Đấy, hơn con này nó là con gì đây em? Yêu thương lắm, bản Neo Sima. Hàng của F-Pro. Mất tem anh em ạ. Vâng, một chiếc Way 110 bản màu xanh 2021. Tím. 2021. Ừ. Cái cạnh là một 82. Chiếc 82. Vâng. Giá anh em có tin không? Có hơn 11 triệu thôi, hàng 82 có đề. Đấy anh em ạ, biển Hà Nội. Vâng. 70cc. Mộc mạc, yếm lô nhưng mà nếu mà dọn dẹp lên là cũng hết sức ok. 93, 94 rồi. Vâng. Vision giá vừa vừa tiền. Vâng. Anh em nhá, một chiếc 50cc của SYM Elite. Đấy, hàng Dream Việt Nam. 209, đầu dài. Đúng không, anh em rất là nhiều anh em qua hỏi đúng không? Đấy, cũng đầu Dream Thái, đầu máy 81, được không ạ? Giá cũng hợp lý lắm. Đấy. Elite 110, những cái dòng Vision nha anh em nhá, Liberty hàng vừa mới về tại cửa hàng xong. Anh em chờ đó một chút xong là em sẽ giới thiệu từng con, từng chi tiết từng con một cho anh em cùng nghe nhé. Vâng, âm thanh ánh sáng anh là em thấy cũng ok rồi đúng không các anh? Vâng, anh Hùng Nguyễn em gửi lời chào tất cả anh chị em đang mới bắt đầu vào. Dạ vâng. Sao mà Hoàng Kiên? Làm chiếc AB, giới thiệu một chiếc AB anh em, trước. Anh em chưa? Anh lên truyền hình tí, giao lưu tí. Giao lưu tí anh ơi. Quậy. Vâng. Ngại, thẹn vẫn thẹn lắm. Đấy, vừa bán xong chiếc Dream chưa về, chưa bắt Grab về nhưng mà thẹn, ngại. Rồi ok, không sao. Dạ vâng, ok. Mời các anh em đến với một chiếc Avalanche nhá. Avalanche bản xi măng được. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Một bản Avalanche xi măng. Rồi. Mới tinh nhà em luôn anh ạ, mới về luôn nha anh form em nhá. Form dáng thì bắt đầu từ 2021 nhưng là xe của hai form dáng của 2022. 2022. Đấy, bắt đầu nó ra cái màu này cuối 2021 rồi. Ừ. Được màu máy 125 rất là mới, lốp láp đồ đạc vẫn còn zin hết. Vâng, các bác nhìn cái càng cái ốc thụp đây. Cái xe gì đây anh? Gọi rất đẹp luôn. Càng đẹp. Cái xe gì anh? Có đấy, nhà đã có con hôm qua 125, chưa đến 2 lít. Thế nhà vẫn còn. Hợp lý đúng không? Swing thì hình như em vẫn còn, nhưng còn để nó chống xước. Vâng, xi măng, bản xi măng, hai blade bản xi măng. Hai khóa đầy đủ, được chưa? Okay. Lượn lắp, để chân lên titan. Đấy, hàng đủ full đồ, full phụ kiện hết. Tem mác là bác nhìn đây, hàng tem zin đẹp không ạ? Đây, dán ni lông cả xe. Vừa bóc đây cái tay phanh bã cái quần dán ni lông nhưng mà em chưa bóc nhá. Đấy để nó cũng cẩn thận đến mức độ đấy là cùng đúng không ạ? Để quá, chân để quá là cẩn thận đấy. Đẹp. Đây cái để chân chống cũng có những cái trang bị này, hợp lý đúng không ạ? Ừ. Tem đây bóc ni lông, các bác nhìn cái viền ni lông bóc lên đây. Đấy, vẫn còn các viền cũ đấy, chưa tẩy hết. Ra máy zin. Đây. Hàng là đồ đạc là đẹp hết rồi, các bác có thể yên tâm lựa chọn cho mình gọi đổ xăng và lăn bánh thôi. Ốp tay sách, ốp đèn hậu, bảo vệ đèn hậu đầy đủ hết. Rồi. Biển số con này nha, 29V355228 nha anh em nhá. Rồi. Một chiếc bản màu xi măng đăng ký 2021. Vâng. Vâng. Trang bị đầy đủ hết rồi, hai khóa đầy đủ. Rồi, đẹp. Ni lông vẫn còn nguyên này. Đấy, anh em nhìn công tắc này. Đây cầm. Đấy, gờ mặt nha anh em, lắp thêm cái này anh em để đồ. Rồi. Để đồ. Con này có bao nhiêu cây? Hơn 6.000 cây đúng không? Đúng rồi. Hàng gần như các bác 6.300 cây anh em nhé. Đổ xăng và lăn bánh thôi, cũng không phải thêm gì chi tiết gì đâu. Vâng. Phím bấm đồ đạc nét căng, hai gương hai khóa đủ và zin hết. Vâng. Đây các bác nhìn các chi tiết này vẫn còn ánh vàng đẹp không ạ? Đấy, yên trắng phau, đồ đạc không lỗi. Anh trai họ Nguyễn có con Dream nào dọn đẹp máy zin không? Hiện tại thì chưa có hàng đẹp máy zin anh nhá, chỉ còn hàng bình dân thôi. Em ra hai chiếc bình dân. Rồi, chiếc LED này để cho anh em mình trên like 39.500.000. Các anh em thấy rất hợp lý với cái phân khúc biển Hà Nội màu xi măng. Giá trong năm em đều bán ra 43, 44, nhưng khi ra ngoài Tết này còn có 39.500.000. Thật sự là phù hợp, rất phù hợp luôn. Các bác có thể xem các cái phím một lại một lần nữa đúng không ạ? Một ông chủ dán cả các phím ly lông lên cái đây cho đỡ xước này. Đấy, anh thấy nó cẩn thận không? Các bác cái bạn ấy cẩn thận không? Dán hết nhá, đang đều dán ni lông trên cái mặt này. Rất cẩn thận rồi. Còn quên pha xanh bao nhiêu? Chờ em một chút nha anh Toàn Trương nhá. Rồi,
Anh em có nhu cầu hãy đến với một chiếc LED bản thể thao, bản đắt nhất của dòng Ablet máy 125, giá là 39.500.000. 39.500.000. Các cái phụ kiện nhá, các bác nhìn này, lốp đều còn zin theo có xe. Vâng, các cái mõm này hay các cái bảo vệ của đèn này này, đấy, cả đèn trước, đèn sau hay là để chân hay ốp bô ly đốc, tất cả đều được trang bị bằng bản ốp carbon này rồi. Đấy, chủ đầu tư đến mức độ đấy thì các bác cũng yên tâm. Giá ni lông thì kỹ thuật nhà em bóc ra. Anh Phan Thông, rim 2009 giá bao nhiêu? Ok, anh chờ em một em chút lên luôn nhá. Em lên luôn, lên luôn. Rồi, ok, cho em hỏi con quay giờ đích bản bản 2011 đẹp không? Nếu mà 2011 có cả có đời đầu to và đời đầu nhỏ. Đấy, anh gọi cụ thể. Trước này nó anh em muốn lấy đời đầu nhỏ đúng không? Chính chủ. Anh ạ. Cảm ơn anh Nhất Huy Vũ nha, anh em cho em xin chia sẻ một người. Các cái độ chắc của anh nó rắn, nó đanh đúng không? Vâng, anh Trinh Trinh Vũ. Đấy. Cái hay là một chiếc Dream chính chủ. Tế 10 triệu. Mua được xe ga không? Có chứ mua anh. Được anh Nam Trần ơi, mua được ạ. Click hay là lết đời đầu là thoải mái rồi, thừa luôn đi anh nhá. Sang FI thì anh phải lấy lít nếu nó hơi nữ một tí đúng không? Còn AB mà FI thì anh phải lấy hơn. Rồi chiếc Jeep này 2009, ưu điểm của nó là đồ nhựa nó mộc và nó đẹp lườn lóc rất ok. Đấy, nhũ thì được nhưng nhược điểm thì đầu ốc trục giật bị đen tối, máy chạm nhưng mà chất. Đấy là em cũng báo cáo qua tổng quát. Tí nữa anh em mình sẽ đi một vòng chi tiết. Đấy, đây cái nhựa này anh em nhìn này, đầu dài cái nhựa này. Đấy, nó là zin đấy, chính chủ mà, mua trực tiếp của chính chủ nhá. Về thì anh Đạt anh ấy có spa lại một chút xong anh ấy bưng ra bên em bán. Thì tí nữa em sẽ chỉ chi tiết những cái spa nhất định. Còn tổng quan thì là một chiếc zin mộc chất đời 2009. Đây anh em xem những cái trục giật này là còn zin hết. Đấy, zin, còn spa là cái càng, cái mai ơn đằng trước đúng không ạ? Những cái vành bánh này, đấy, nan chân này đều ok hết. Máy các bác nhìn này, vẫn đang nổ suốt trong quá trình anh em mình like nhá. Khô ráo đúng không ạ? Hay cái da máy này. Đấy, vẫn còn zin này, yếm áo này, hai cái lườn này. Rồi thì em sẽ chỉ cái lườn này. Đẹp, bộ lườn các bác nhìn thấy tán này, zin hết. Hộp xích này, các bác nghe được tiếng vẫn đang nổ máy nhá. Đây, 2009 tem còn zin. Trục đây, lỗi. Đấy, những cái trục này, những cái đời cũ nó rất hay bị xuống màu. Đây là nhược điểm gần như là cố hữu của những dòng xe rồi. Đấy, chân nan này, đấy nó bị xuống. Còn lại lườn đuôi các bác thấy được không ạ? Tem này. Đây cái nhìn cái tem zin của em. Quá ok luôn đúng không ạ? Em đến từ 28 nhưng mà có photo đầy đủ hết. Đấy, nên các bác có thể yên tâm về sau nếu thích nhu cầu gì sang tên hay thoải mái. Còn lại thì em nghĩ là với các tầm tiền dưới 20 này các bác cứ để in cho em cho nó mọc. Đây cái lửa này, các bác nhìn đấy. Được không ạ? Zin, đây có cái tài này, tài này. Vâng, anh Minh okay. Thịnh Bảo An, con này bao nhiêu tiền? Đây, anh đi một vòng tiếp bên này cho các anh em. Giá hợp lý lắm anh ạ. Vâng, có đầu mô tôi dưới 20 triệu, bô này. Trục giật mới mua anh em nhá. Đấy, cái mai ơ sau là còn nhá. Đấy cái mai ơ sau là còn luôn. Đấy, chân nan nó zin hết luôn. Lườn, bộ lườn được không các anh? Nhờ, lườn mới tem nó rõ dán ni lông này. Đấy, đẹp, da máy này. Yếm này. Và cái máy rất thút thít. Đây cái trên này các bác nhìn này. Cái tem cái trước vẫn còn zin theo xe. Zin hết luôn, các cái phần trên này zin. Đấy, chính chủ nên họ giữ. Nó rất là hợp lý đầu luôn. To anh em ạ. Vâng. Máy thì được không ạ? Rất hợp lý luôn. Đấy. Ôi, trên like anh em nào có nhu cầu 18.500.000. 18.500.000 cho một chiếc Dream 209, đổ xăng là đi, không cần lăn tăn gì. Đầu dài thì nó cũng rất là ok thôi. Bác nào thích về đầu ngắn thì cũng thoải mái. Nhưng theo em thì cứ để nguyên, đúng không? Được cái là cái mộc nhá. Các bác nào mà chơi Jeep mộc nhìn con này nó sẽ có cái hay, cái nét gọi là hồn xe nhất định. Đấy, bên đằng sau em có chiếc sim tái giật. Đấy, nhưng đầu máy cao cũng chỉ giá xem tầm đấy đổ lại thôi. Đấy, nhưng mà cái đồ mộc như này nó lại được Jeep Việt lại được các bác ủng hộ nhiều hơn. Đấy, như cái mặt ban thờ này các bác nhìn thấy họ dán ni lông, đây là cái dán ni lông lâu năm. Đây nha các bác nhìn cái mép ni lông này. Đấy, cái mép ni lông họ chạy này. Đúng rồi. Trong nắng mưa nó cùng tiếp xúc vào với nhau thời gian lâu quá là thôi nó thành một. Bây giờ bóc ra là không bóc được, phải sơn đấy ạ. Đấy em phải giải thích luôn chứ cốt là thực ra là chủ dán ni lông chứ không bị sao cả. Các phần dưới này nó không bị nắng mưa. Đấy, thì anh chủ anh bóc ra thì lại rất là đẹp, các bác nhìn công nhận với em không? Đấy, anh chạm nhìn. Chưa? Anh Phước Lê. Chạm đầu rồi anh ạ. Vâng, nó nhưng mà được cái là nó vẫn rất là căng. Không được anh ạ, còn là 19.500.000 mà anh. 18.500.000. 18.500.000 mà. Đấy, anh nhìn cái đôi da máy, cái mai ơ trước, mai ơ sau càng khung lườn nhá. Em bán cho các bác cái hệ khung lườn này. Thực ra là các bác đi ăn đi làm đi đi thổ thạc các thứ chạy dịch vụ thì cái con này em mới thấy nó là đúng ý nghĩa nhất. Chứ còn kê chơi kiểu thì các bác phải lên cho em ở tầm khác. Đấy lên là với những các bác nào xác định một chiếc xe đi ăn đi làm chạy thì nên cân đối mẫu này. Vì máy nó đã êm, đã chất, khung sườn nó cực kỳ chắc chắn. Cái độ mộc của nó còn rất nhiều luôn. Đấy, gần như là chính chủ mua. Anh em mới có sở ba một chút, càng trước cộng với một bên Meyer thôi. Một bên Meyer nhá, bên này vẫn còn. Đấy, để các bác thấy được. Còn cái ốc nó xuống thì thôi kệ nó đúng không ạ? Chứ bây giờ mình mà lại lên tiếp ốc nó mất điểm. Đây, một hai bên càng và một bên Meyer là duy nhất. Anh nên bán nhà em, anh có sở ba lại để các bác nhìn thấy.
Còn tổng quan là một chiếc mộc mộc mà vẫn êm, máy rất êm luôn. Ơi các bác nghe. Hợp lý đúng không? 18.500.000 anh em nhá, một chiếc Dream Việt Nam đời 2009. Vâng. Xe đồ đạt vẫn còn photo chủ xe đầy đủ. Đấy, đôi ra máy hay lườn lóc là điểm cao nhất của chiếc Dream Việt 2009 đấy. Anh em về có thể thay cái mặt đầu, cái mặt đầu lên. Không, nếu các bác lại phải tính theo trường hợp là các bác sử dụng đi chơi thì thanh niên thì có thể. Còn các bác mà chỉ là chạy để nó giải quyết phương tiện đi lại với là kiếm thu nhập các thứ thì em thấy là cứ để cái đầu đấy không ảnh hưởng gì. Cái nhựa nguyên và đầu đấy nguyên chạy nó vẫn có cái chắc, khung sườn nó chắc chắn. Muốn đẹp, anh em muốn đẹp, 17 chốt luôn, anh Tô Văn Tuyền. 17 thì khả năng là phải gặp những chiếc nó mông má nhiều một chút anh nhá. Bởi vì những chiếc này nó có mộc, mua cũng đấu trí qua anh Đạt. Anh Đạt là một trong những anh hay cung cấp gym với nhà em. Đấy, chứ cũng anh ấy mua trực tiếp của chủ chứ không phải em kết nối trực tiếp với chủ được. Nên là cái giá thành nó cũng sẽ phải có công của anh ấy. Thì báo cáo với anh là 18 năm là cũng rất hợp lý cho các anh nào đang cần gym mộc rồi nhá. Vâng, anh Nam đang. Bạn cho mình hỏi tầm tiền gần 30 củ có con Dream Thái cực. Cực đẹp ạ. Thái cực máy ngon. Ba cục, chắc là ba cục. Ừ, máy vâng. Thái ba cục máy, đúng không ạ? À, cục máy còn nguyên bản. Không, mình ở Nam Định. Nếu mà anh lấy tầm đấy thì khả năng anh sẽ chọn được máy zin với trường hợp hình thức và đồ đạc rất xấu. Còn nếu mà zin Thái được cả máy, được cả hình tương đối thì anh phải lấy đầu 4 trở lên các anh ạ. Còn đầu 3 thì khả năng được máy thôi, hình sẽ đuối anh nhá. Ừ. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. 17 năm có được không em? Anh Hòa Lê. Cố lên anh ơi, còn 1 triệu nữa thôi. Anh Hùng Mạnh, có Dream Việt nào đời 23 khoảng 35-40 không? Hôm qua em về buổi live hôm qua nhưng mà lại có anh lại cọc sau buổi live 18032 phải, em nhớ chiếc Dream đấy 32 triệu. Anh ở tầm tiền đấy là anh lấy Dream Việt đẹp được rồi, 35-40. Anh hãy đợi nhá, có em sẽ gửi luôn. SH màu trắng vừa rồi bao tiền? Đây anh ơi, anh Tuấn Trường em lên luôn nhá. Vâng, 2022 nhá anh em nhá, 2022 fan face CBS. Rồi, nhớ rất nhớ lúc mua đâu đó là nó dán màu cam. Đấy, có truyền hình trực tiếp 73 triệu, dọn mất 500 bên em cộng 3, tức là 76 triệu 500. Ưu điểm nó là rất mới, đồ đạc là zin, được bảo vệ. Cam đấy à? Đúng rồi, được bảo vệ lốp đây, anh có thể quay cho các anh em nhìn được cái lốp này, 2022, càng zin, vành zin, đặc biệt là lớp sơn zin, bên không ngoài là lớp cam ơi, xước. Chưa quay được lốp. Đây, các anh em nhìn nhá. Cái mắt cam rồi. 442022 đúng không ạ? Cuối năm rồi. Ăn xăng thì 2,4 lít. Hợp lý chưa? Các bác thấy được. Ưu điểm thì rất nhiều, nào là rẻ đúng không ạ? Mới bây giờ các bác nhá, toàn có 9 mấy triệu mới đăng ký hơn 100 thôi. Làm gì có 7 mấy như nhà em bán ra cho các bác bây giờ đây. Đấy. Nên là ưu điểm là zin hết, dao máy hay trục giật hay là xanh này, thụt vẫn còn ánh kim 7 màu đầy đủ hết cho các bác chơi. Lốp trước lốp sau zin hết, một chủ hai khóa đầy đủ mà. Rồi. Đấy. Đó, biển đến từ Thái Bình B4 anh em nhé, 67312. Rồi, cả đấy, xe duy trắng. Chỉ có một cái tay sách, có đúng sờ ba lại đấy. Và ưu điểm thêm của chiếc xe là chủ đã đầu tư được cả bộ đèn siêu sáng, đèn mắt cú đấy. Nên bác nào có nhu cầu đi mà nó cần trợ sáng đường xa hoặc là những cái đường phố mà nó tối, mình cần trợ sáng thì mình có thể chú ý vào chiếc này nhá. Vâng, bộ đồ này đâu đó 2 triệu rưỡi đấy, không rẻ đâu. Nhưng mà thôi có thì mình lại chơi. Đây các bác có thể cùng xem cái đèn này được không ạ? Đây, tắt bật đấy, hai quả đèn siêu sáng luôn, buổi tối rất là sáng. Ưu điểm rất nhiều, lại một lần nữa các phím bấm. Nhược điểm thì đến từ 17, nhưng em mua chính chủ nên các việc các bác cây. Rút hồ sơ sang tên thoải mái. Vâng ạ. 5.000 km anh em nhé, một chiếc SH 150 22 vâng, 2022 nguyên lốp 2022 CBS chính chủ duy nhất, chỉ có mỗi cái biển 17 là nó vâng, xe nhưng mà là rồi. Chính chủ rồi nên các bác yên tâm, giá thành trên line này em cũng nói rõ hôm mua rồi, 73 triệu, dọn mất 500 cộng 3 cho anh em mình, SH mà cho phép em cộng 3, 76 triệu 500, một chiếc 150, hàng máy zin, sơn zin, cả xe có cái tay thách. Còn lại bộ phận sơn thì do chủ họ dán cái lớp đề can 3 lớp màu cam nên bóc ra là bên trong không bị sao hết đấy, rất là mừng luôn. Điển hình như các bác có thể kiểm tra bằng cái việc cùi tay nắm này này, đều chả có xước sát gì, hoặc cái mép này này một tí tị tị ở đây nó xuyên qua được lớp đề can gần như bằng đầu tăm thôi, không đáng gì cả nhá, nhưng nó là thể hiện cái sơn zin. 76 triệu 500, 76 triệu 500 em bán ra hơn 100 các bác ạ. Đấy, mới bây giờ mà nó không còn 150 cho các bác sử dụng nữa, lại toàn phải 160. Nên là bác nào đang cần một cái xe phân khúc 150cc cao, hãy cân đối những chiếc này cho em. Biển tỉnh, không phải lo. Em mua chính chủ, rút hồ sơ sang tên thoải mái. Anh, biển 17. Đang hỏi có con cúp nào 125 không? Anh còn cúp 125 thì hàng Honda mới rất hiếm anh, đúng không? Anh Tạ Thuần đang hỏi có con AB 2015-2016 màu đen xanh nào không em, tầm tiền 20 triệu. Có anh ơi, nếu mà 2015
15 em còn đen sần. 2015 nó còn đen sần mà form dáng là form bản đèn xi lông, đèn halogen đèn bi. Rồi. Đấy, còn ví dụ như 2016 nó lên bản đèn led rồi anh em nhé. Đúng rồi. Đấy, anh hãy chọn cụ thể từng form một. Vâng. Việt Nam chiến thắng có con 8250 nào? 82 nào 50 triệu quay đầu không? Có luôn chiếc 82 50 cc luôn, 89 giá là 47 triệu. Linh, ok anh. Rồi, cảm ơn. 50 cc. Còn anh ơi, còn con 47 triệu trong nhà sơn zin máy zin anh nhá. Còn rác ấy, anh Nguyễn Đức Trung SH phanh ABS mới mua ở 87. Anh ơi, đấy là CACV 125 thôi, anh kiểm tra lại em giúp em. Nếu ABS, anh kiểm tra lại ở S 150, tức là 160 ABS phải giá khác anh nhá. Đấy. Đây là bản 150. Anh Hà Bá chốt SH biển 17 rồi. À, vâng. Anh chốt anh báo với cục với các bạn nhân viên online giúp em với nhá. Anh Nguyễn Đức Trung 125 150 ạ. À. Em nhấn mạnh chiếc vừa rồi của em là 150 mà. 150 anh ơi, 150 đầu máy KS. Đầy đủ hết. Vâng. Nó duy nhất chỉ có biển 17 thôi. Đúng rồi ạ. 76.500 cách đây đường like khoảng tầm 5 ngày các anh có thể kiểm tra lại cái đường like ngày hôm đấy là em mua giao lưu trực tiếp với chủ, dán đề can màu cam 3 lớp. Đầy đủ như thế để các anh em có thể nhớ được cái buổi like đấy. Rồi ok anh em nhé, một chiếc mới đúng rồi. NVX sáng nay 155 nha anh em nhé, NVX 155. Đấy. Các bác nào mà không ưng cái SH vừa rồi có thể cân đối sang mẫu này xem sao, rẻ hơn rất nhiều đúng không ạ? Được cái ưu điểm là rẻ hơn, form dáng thì nó thể thao hơn. Mà CC thì 155 lại cao hơn. Phanh ABS cũng đầy đủ hết, khóa smart key cũng đầy đủ hết. Đấy, cũng là biển tỉnh, nhưng chiếc vừa rồi thì 70 mấy, nhưng chiếc này thì lại có 30 mấy thôi. Đó, đây là cái câu 19. Chuyện nó rẻ hơn vô cùng luôn đúng không ạ? Đăng ký thì cũng 2022. Đấy là một cái so sánh mà em thấy nhiều anh em cũng đang cân đối. Có chăng nhá, dòng này nó bị thương hiệu đuối hơn SH rất nhiều. Nó là NVX, một thương hiệu của Yamaha. Màn hình điện tử, phanh ABS đúng không ạ? Đầy đủ hết. Tất cả các tính năng SH có nó cũng có. Đấy. Thậm chí em còn cảm giác nếu mà lái á, cảm giác lái thì dòng NVX của Yamaha cua nó gọn hơn SH, tức là trong một cái diện tích ngõ nhỏ, nếu mà bác quay, em hay nhớ Hà Nội hay gọi là ngõ hẻm gọi là quay SH được không? Thì SH nhiều trường hợp còn quay khó, nhưng NVX quay dễ hơn. Nó cao. Vâng, đấy, trông nó thế này thôi chứ ngồi các bác yên tâm, hai gót chân đều để thoải mái, tức là nó chỉ rất hợp lý cho bác nào tầm mét 6 mấy là cũng thoải mái rồi. Mà nhìn nó thể thao, đúng không ạ? Đặc biệt là người con này nó dáng nó đậm người hơn con SH thì nó dáng hơn. 37 triệu đúng không ạ? Trước kia em mua đó 73, chiếc này em bán có 37 thì các bác biết là nó rẻ hơn thế nào. Đều đời 2022, đều 155 luôn chứ không phải 150. Lại được ABS. Đấy, còn về xe thì anh quay chi tiết thêm một lần nữa để các bác có thể thấy được cái lớp sần đúng không ạ? Bản sần vành đồng đắt chưa ạ? Rồi. Đây, tất cả các phím bấm này hay đồ đạc đều nguyên bản hết. Đấy. Cũng rất ok. Đúng ạ, gương thì còn một thôi, nhưng mà thôi, cái gương thì thực ra bây giờ Hà Nội thì em thấy nhiều bác cũng có cũng như không, nhưng mà để nhà em lắp thì các bác còn bảo là thôi không cần gương. Đấy. Tất cả các cái ốc nhá, đây anh lại một lần nữa chi tiết để giới thiệu các bác cái dàn ốc của NVX cực kỳ là zin và xịn. Đấy, từng con ốc. Riêng cái độ tôi luyện sắt thép của Yamaha em đánh giá điểm cao hơn so với Honda rất nhiều. Từng con ốc một nó rắn, nó chắc, nó đanh. Chứ cái ốc của Honda có loại ốc 4 cạnh mà vặn thì các bác biết rồi đúng không ạ? Mạnh thì quét đầu ốc. Đấy, riêng cái loại lục giác loại T vào các cái ốc này thì cứ thoải mái 10 năm vặn vẫn một phát ra ngay. Đấy, nó rất hay. Đổ nhũ thì không bao giờ bị bong chóc như dòng Honda. Đây là cái độ ok hơn đối với dòng Honda của Yamaha. 37 triệu. Tất cả thì em nhìn gần như là tuyệt đối gì. Vâng, anh có thể lại một vòng em nữa. 37 triệu biển 19 P1. Từ 38395. Từ cái rẻ trong thì các bác thấy Yamaha được chưa? Đóng rất là mới lô này, Yamaha được. Nó đóng cho gần như mình không có khả năng thay thế lô đâu, không có đồ lô, cổ vô còn gì hết. Quan trọng nhất là nó là đời mới anh em ạ. Nó là đời mới bản 2022 rồi, cho nên anh em yên tâm về chất lượng mọi người nhá, nó là hàng lướt lát ạ. Rồi. Đấy, không có gì phải lan tan. Chỉ có cái là thương hiệu dòng này em ghi nhận nó chưa gắn bó và được đi sâu vào những anh em ngoài Bắc này một chút. Có hơn 4.000 km rồi, không có gì phải lan tan cả, bản 2022 anh em nhá. Có ABS nhá. Có khóa smart key, đúng rồi. Có SH là tầm 60 triệu không? Có luôn anh. Đắt tường, có anh ơi. Tôi cần xem xe lít đời cũ rồi. Anh Lê Đạt giá cao. Anh ơi, mới của NVX em vẫn giới thiệu qua một chút về cái dòng NVX mới. Nó sẽ dao động tầm 50,5 đến 54 triệu. Nên là cái quá trình xe sau 2 năm sử dụng, các anh phải xác định lỗ tầm như thế này là em trừ chủ về tầm 15 triệu rồi. Đúng không ạ? Như thế là nó cũng đã cái tầm anh em xác định có 2 năm mà đi tận lấy tiền. Lốp chưa kịp thay, xước chưa kịp ngã, chưa kịp xước. Thì làm sao mà trừ được nhiều nữa, đúng không ạ? Thôi cũng để cho chủ còn có cơ hội mua cái xe khác, mai sau còn đến bán. Trừ 15 triệu rồi em cộng 2, mua 35 cộng 2, 37. Anh em nào đúng rồi. Tỉnh, đúng sở thích thì cân đối.
Dìm Việt vừa tiền, lúc nãy em vừa bán ra con 18.500.000 đời 2009. Đúng rồi. Xe đồ đạt rất là đẹp, máy chất nhanh em, máy chạm nhưng mà nó là chạm chất rồi. Chính chủ mà họ đúng giữ rồi. Mộc xe. Anh xem cho em con đấy ok lắm. Em thấy nó đanh, nó đanh đồ đấy. Vâng. Cái tầm đấy nó lại dễ bán, các bác mua Way hoặc mua Silet đổi sang một phát là được ngay, đúng không ạ? Vâng, mời tất cả anh chị em, như là anh Nguyễn Long đang muốn xe lít đời cũ. Cái con này anh xem cân đối có cho em có ok không nhá anh nhá. Còn rất nhiều nha anh nhá, vâng, còn rất nhiều màu luôn. Vâng, con này là vành gồ chân chống điện ạ, vành gồ chân chống điện, màu này là màu nâu, màu mà bát nâu trầu. Đất, rồi. Đấy, rất là nhiều anh em thích màu này, nhiều khi tìm cũng có. Còn trắng, bạc, vàng, nhà em nhiều anh em nhá, ở trên tầng 2 nhà em nhiều lắm. Lít 2010. Ưu điểm là nó rẻ, được phun xăng điện tử, cốp rộng, đấy, đầy đủ hết để các bác gọi là em hay gọi là tiện ích là tối đa rồi. Cốp này thoải mái để chân rộng rãi, xe lại rẻ, dễ sửa chữa, dễ thay đồ, đúng không? Rất là lành, nó rất là ok luôn. Đấy, nhược điểm thì là cái kiểu dáng, nhiều khi là các bác hay gọi là ninja nít, không ưng lắm, đúng không ạ? Đấy là cái nhược điểm cố hữu của dòng này rồi. Nhưng mà thôi, tiện ích nó mang lại thì đồng nghĩa với việc cái hình thức của nó sẽ không thể bắt mắt được, kiểu dáng nó đẹp được. Được đời chót 2012 tem đuôi chuột rồi, thôi giá xuống thôi, 12.800.000 thôi. Toàn những cái phân khúc giá em nghĩ là giá mới 12.800.000 cho 12 một bạn. 12.800.000 anh em nhé, một chiếc. Đúng, có sờ ba cái đôi càng. Nhựa thì không thể tránh được, nhưng mà được cái là thôi nó cũng là vuông vắn rồi. Đây là dán ni lông này các bác này, dán ni lông này, bóc ra một chút xương khi lắp cái quây cũ đấy, nó bám ngàm vào đây. Còn lại tổng quan thì em thấy các bác cũng đổ xăng thôi, về bây giờ là đổ xăng lăn bánh. Giá điện. Tình yêu thương anh em nhé, anh em nào đang quan tâm những chiếc xe lít giá vừa tiền thì quan tâm cho em con này đời 2012 vành gồ chân chống điện. Vâng, tem đuôi chuột đây, đây cái tem này này, các bác nhớ cái tem này nó là tem đắt nhất trong cái đuôi này nên hay gọi là lít tem đuôi chuột, đúng không ạ? Đời cuối cùng. Có dọn dẹp rồi, nhưng mà nó là dọn dẹp công sức tiền của vào để các bác chỉ việc chạy thôi nên nó rất đẹp là hơn ok. Anh em ạ, nó đẹp hơn đấy anh em đi thôi. Biển phố nhá, 29D1 32837. Trên line, 12.800.000. Toàn những cái giá mà đúng là bác nào vừa hỏi trên dưới 10 triệu lấy xe ga thì các bác cố lên cho em một chút để sử dụng những cái dòng này. Nó sẽ hơn được những cái dòng Click hoặc A-Blade chế cơ. Ở ưu điểm cao nhất là nó có chế FI phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng. Ngoài ra thì đúng không ạ, cốp nó rộng hơn, mình để đồ thoải mái, chân tay này để nó cũng không bị vướng víu, nó chật chội. Và cái đồ đạc thay của cái dòng này thì luôn luôn rồi, hồ Honda rất là dễ sửa chữa và dễ sử dụng. Giá thì thêm cho em một chút nữa đi, hơn 10 triệu mà, 12.800.000. 12.800.000, anh em nhìn pha kính rất là đẹp, bản này là bản FI rồi anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm thì làm cho em con này, giá tình yêu thương đúng không ạ, 12.800.000. Rồi em ơi. Chị. Xong chưa? Chị. Đã được. Rồi tiếp tục. Đang mua một chiếc Way 125 đấy. Máy zin đấy, nhưng mà hình hài thì chắc là cũng phải đầu tư một chút rồi. Nhìn qua là cũng phải đầu tư. Đấy. Rồi, đây một chiếc Dream 9 đầu máy 81, chiếc 97 anh em ạ, 97, 81 là 97. 97 98 rồi, 80 là đời của ta 97 mà, 96. Rồi các bác lên chiếc Dream Thái này nhá. Hàng thì được cái đầu máy 81 nó cũng đầu máy cao rồi. Tem mác thì cũng là đã có những cái sự dọn dẹp ra máy có tỉa tót. Thôi nói chung là dọn rồi. Nhìn tổng quan là các bác chỉ việc đi thôi, không cần phải làm gì cả. Đấy. Rửa qua đánh bóng lên là đẹp. Ví dụ như các bác cùng nhìn những cái chi tiết như là các cái này này đều đã được anh tứ thời đẹp. Anh càng này đều lại hộ em ngon lành hết rồi. Em không hiểu cái câu của anh ạ. Chân nan vành bánh không có thủng thiết gì cả. Giảm sông giảm giá, xe không rung. Có tỉa tót nhưng mà nó đẹp hiểu các ạ. Bác đây. Nhìn này. Con biển gì, Hà Nội 4 số đăng ký lại 204, biển 204. Lườn lóc này cũng vẫn là ok đấy chứ các bác, đúng không ạ? Tai nóc này. Rồi, gốc thì cũng là nhà em, bán cho anh ấy từ tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà bác ấy về bác ấy không đi, bác ấy bảo bác ấy đầu tư hai quả xăm cộng với cả là xử lý các cái yếm áo cho nó khít, chể chạy xác định lâu dài. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì lại đi công tác nên là thôi không đi thì để lại. Không sao, các bác nào không dùng những khi đã mua nhà em rồi em rất ủng hộ các bác cứ bán lại để lại có những anh em tiếp theo. Đấy. Chắc chắn là anh ấy xử lý chắc chắn rồi. Đây nghe tiếng máy này bô 2543 nhá. Nghe thấy được không ạ? Ấy. Ấy. Vẫn còn những cái tem cái vị trí này em lau nó hơi bẩn một chút, người ta rửa xong được thì em lai nó chi tiết hơn nhưng mà chưa rửa được. Nếu bác nhìn qua, tại vì sao lại chưa rửa được, tem dán lại thôi, nhưng mà bác nhìn đây được chưa rửa được, nhưng mà do là gốc nhà em dọn đấy ạ nên là nó tổng quan lại là em thấy nó ok hết rồi, không cần phải dọn dẹp gì nữa, chỉ là rửa đánh bóng lên thôi. Đấy, máy vẫn đang nổ nhá, một trước một sau em kiểm tra hết rồi.
đều ok hết, nhìn nó cũng dễ nhìn đúng không ạ? Gọi là zin thái thật đi, nhưng mà nó là vuông thành sắc cạnh và đầu máy cao 81 mà đầu máy 9798 rồi. Đấy, đi thì cứ thoải mái. Ôi, bốc lắm. Được, bác nào mà đang cần cái tầm vừa vừa tiền thì có thể nghiên cứu cân đối cho em chiếc này nhá. Rẻ hơn chiếc Zin Việt vừa rồi 18 triệu. Rồi, đăng ký con này đã lên 204 được cái biển 4 số. Đấy, hai biển 4 số. Rồi. Gọn rạch ngon lành hết. 29536 anh em nhé, 18 triệu đồng. Đấy, người hợp lý không ạ? Chủ cũ người ta dọn sạch sẽ rồi, anh em về chỉ và họ đầu tư thêm những cái bảo dưỡng đi lại. Đấy. Ừ, chỉ qua lại thôi mọi người vâng. Nhé. Cái này các bác chỉ cần rửa đánh bóng lên thôi. Nếu bác nào cần ảnh chi tiết hãy liên hệ với hotline sau khi đã được rửa nhá. Nhìn thế này thì các bác chỉ thấy được những cái nó dọn mới cộng với cái đồ đất nó bám vào này rất là khó nhìn. Mộc mà đất bám thì dễ nhìn chứ mới mà đất bám thì nhìn đúng không ạ? Đây này các bác nhìn cái cả. Rất là khó, lại phải lau thôi. Đây những rất đẹp đúng không ạ? Nhũ này cũng được mà. Đất nan nhìn nó không có thủng hoen, rỉ sát gì cả, chắc chắn. Vừa tầm tiền. Cái đầu nhựa này đây, cái này thì lại còn vẫn còn này các bác nhìn này. Sau những thời gian xước nó bong ra này. Đấy. Nhìn nó cũng rất là ok đúng không ạ? Vâng. 18 triệu đồng nha anh em nhá, một chiếc Dream Thái. Biển Hà Nội 4 số. Biển Hà Nội lên 29T5 9536. Biển là hai đăng ký 2004 rồi anh em ạ. Đúng rồi, 18 đấy. Triệu. Trước thì đó, em bán 81. Cho bạn ấy là xem 20 nhưng mà từ tháng 10 năm ngoái thì thôi năm nay em mua lại hợp lý hơn thì em đã bán lùi đi so với năm ngoái 2 triệu rồi. Nên bác nào mà có nhu cầu thì hãy chốt sớm, không có nhiều những cái sản phẩm đầu máy 81 mà ở phân khúc giá này, đặc biệt là xe về không phải làm gì nữa, đổ xăng là đi luôn. Đấy, rất lợi bác nhé, cũng có cái lợi rất định để các bác nhu cầu nào đang cần zin hãy liên hệ cân đối. Đấy, những sản phẩm mới về này không có nhiều. Đấy, bác nào đúng tầm nó là hàng mới về anh em ạ. À, tóm lại nó nôm na nó là một chiếc Dream giật. Đúng rồi. Dream đầu máy cao. Thái giật đầu máy cao, đầu máy 81 rồi. Đúng rồi. Quay cái này chưa anh nhỉ? Đấy, anh em quan tâm 18 triệu thôi anh em nhé. Ừ bạn vâng. Xin chào người đẹp. Đấy. Hoàng Kiên. 18 vâng, em. Triệu đồng nha anh em nhé. Anh em một chiếc Dream Thái. Giật ngon lành cành đào. Đấy, giật là bây giờ nó xuống đồ theo thời gian anh em nhé, xuống đẹp đồ. Chào rồi. Anh Vũ Đình Phong, đúng rồi, rửa ra là vẫn được đấy anh các anh ạ, vẫn được luôn. Rồi, em thấy thì chiếc này chỉ cần rửa dọn luôn. Đấy, anh em thích những cái dòng xe gì nữa thì báo anh em. Em sẽ lên cùng con một nha anh em nhá, lên Avalanche luôn dưới đường em ạ. Vâng, em sẽ lên dưới đường để tránh em. Anh em đang hỏi em 2015, 2016, anh em lên cho em 2014. 2013, 14, 15 giống hệt nhau các bác nhá, giống hệt nhau về hình thức và kiểu dáng, nó khác một chút về những cái tem cộng với các cái biểu tượng biểu ngữ thôi, chứ còn về cơ bản là động cơ cộng với hình thức là một form, gọi là một form. Honda thì bao giờ cũng thế, tầm 3 năm thì sau đấy mới có tính chất đổi form, 3 đến 4 năm cơ, chứ không phải là 3. Đấy. Vâng. Một chiếc bản đèn bi anh em nhá, 2014 rồi. Đã dọn dẹp ngon lành hết rồi. Các bác thấy cái màu này nhìn nó spa không? Trắng này còn pha chút bạc nữa đúng không ạ? Rất là sport, quên em, chả màu này nó nhìn nó rất là trẻ và sáng. Đấy, sáng xe. Nhược điểm thì tem nhá, em cũng báo cáo luôn đây là tàn tem lô rồi. Đấy, đúng ra là cái này kỹ thuật nên đầu tư một bộ tem zin vào thì xứng đáng hơn. Tem zin hơn 500, tem lô thì có tầm trăm mấy thôi. Không, cái này là từ cũ em ạ, chứ không phải là không thì đã nghe các bạn ấy lên tem lên tem thì hay hơn đúng không ạ các anh? Đấy, xe nó đẹp thế này. Bỏ anh em thay tem này. Đấy. Để bộ tem này xấu quá. Đúng rồi. Các anh nhìn nó không nổi lên được cái đẹp nhá. Còn lại nhựa này rất là đẹp đúng không ạ? Viết giấy thay tem. Rồi, viết giấy bỏ anh em thay tem. Đúng không ạ? Các bác thấy. 2014 anh em nhá, biển 29L504096 anh em nhá. Đấy anh em nhìn chiếc Tablet trông đẹp 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 này nhìn quá. Chỉ có bộ tem là nó bị nó gọi là tem lô nên là cái độ phai màu nó là rõ ràng thấy rồi. Đồ này 2014 đồ rất là đẹp anh em nhé. Bản này là bản đèn bi 125 đèn bi. Đây mặt mũi pha kính này. Đều lốp biết vẫn còn lốp thì thay rồi anh em nhé. Nhìn lốp là biết là thay rồi. Đấy 2014 cơ, đồ đạc cũng rất là đẹp. Vâng. Về liên tục, hôm qua có chiếc màu vàng, hôm nay mới like chiếc màu vàng đồng thì cũng được các anh em đã ủng hộ rồi. Thì hôm nay là ra thêm một chiếc led màu trắng bạc. Đây anh em xem cả cái cốp cũng rất là rộng đúng không ạ? Giá thành thì em trao đổi luôn trên like, bao giờ các anh em cũng sẽ được sử dụng những các cái giá ưu ái và rất hợp lý. Đấy. Trên like 20.500. Đấy, dọn đẹp ngon lành hết cho anh em nào có nhu cầu lên một mẫu led 125 mà cái màu em nghĩ là được các anh em đón nhận nhiều đấy. Màu trắng pha bạc nhìn nó rất là sáng xe, đấy, sạch xe. Chúng ta đang một chút cân đối một chiếc xe tầm trên dưới 20 thì anh 20 em cân đối cho em con này. Đúng không ạ, thực ra 14, 15 không khác nhau gì đâu. Đúng anh, rồi. Động cơ đều ok hết đấy. Máy là máy zin nhá, báo cáo với các anh luôn là một chiếc máy zin để các bác có thể yên tâm sử dụng trong cái việc đi lại lâu dài với một chiếc Avalanche, hàng Honda, bền, chắc, đẹp, lành.
nó là gần như là có hết tất cả trong những mẫu lên này rồi. 500.000. Rồi em ơi, lên đi em ơi. Thông dụng, xe gà rất thông dụng đúng không ạ? Đấy, anh em quan tâm cho em con này nhá. Tiếp theo máy nhá. Ngon lành cành đào đấy ạ. Chiếc da nớt đi, dưới lòng đường em sẽ giải quyết trước. 2014 anh ạ. Vâng. Đấy anh em nghe cái tiếng con máy nó thích. Con này máy zin nhá anh nhá. Con này máy zin ạ. Ok, tiếp theo Thiệp đang đi lên một chiếc xe da nớt. Đây là gọi là tiến vào hội trường. Tiếp theo là một da nớt Yamaha sườn mắt cây, form dáng của những 26, 17, màu xanh cửu long là những cái màu gần như là Yamaha cũng hoặc là Leaf, những cái dòng xe ga nói chung rất ưa chuộng cái mẫu màu này. Đó là những cái màu mà em thấy đại đa số các chị em tin dùng. Gọi là bẩn không nhìn thấy, xước cũng không nhìn thấy đúng không ạ? Đấy là nó sẽ mang lại cho mình những cái gì đó trông nó đơn giản, không có nổi trội cá tính gì cả. Gọi là thông dụng, đúng như tiếng chỉ một chiếc xe máy để đi lại. Đây 2017. Động cơ là 125, cân nặng là 98 kg. Đây các anh em có thể kiểm tra các thông số ở đây được nhá. 98 kg, Vision là 96 kg. Đấy em vẫn nhớ, như là cái việc cân nặng của Janus với Vision gần như nhau luôn. Giá thành thì Janus lại rẻ hơn, động cơ thì Janus lại cao hơn. Đấy, vốn dĩ nó ra đời nó phải cạnh tranh với Leaf cơ. Nhưng mà do cái dòng Yamaha em vẫn nhắc lại, nó không được cái sự tin tưởng hay là chuộng của những anh em người sử dụng. Mặc dù nó chạy rất là ok, chất, chắc, đồ đạc gia công ở những cái tôi luyện ở những cái nhiệt độ hoặc công dịch vụ các thứ nó tốt hơn hẳn luôn. Đấy, vâng. Nhưng mà lại chưa thông dụng nên là khả năng là đều bị đuổi giá. Vâng, biển Hà Nội. 29B1 anh em nhá, 78086. Đấy. Lít 86 sản xuất thì cạnh tranh với cả là Lít đấy, nhưng bây giờ giá thì nói thật với các anh em còn thấp hơn cả Vision. Đấy, báo cáo với các anh em máy 125 vẫn có tiết kiệm xăng, vẫn có khóa sở mặt cây 27 được chưa? Nhưng mà giá toàn dưới 20 hết thôi. Chính chủ em mua nhá, 18.500.000, 2017 18.500.000. Anh em có thể xem lại một chiếc Janus FI máy 125. Tất cả những cái gì có ở trong một chiếc xe ga thông dụng đều đã được Janus sử dụng tối đa hết. Kể cả công tắc dừng 3 giây tắt máy các anh em nhé, đều được Janus đưa hết vào đây. Anh em thấy được chưa ạ? Tất nhiên là xe nữ thì cái công nghệ ABS họ không chú tâm nên họ không đưa ABS vào thôi. Còn lại tiết kiệm xăng này, động cơ 125 này, được chưa ạ? Đúng không? Phun xăng điện tử này, đấy, rồi là sờ mắt cây này, rồi dừng tắt máy tự động này, đấy, cốp rộng này, rất nhiều những cái nó cũng cấp hợp lý thôi. Cũng không phải là rộng rãi như Vision anh em cũng đổ xăng trong cốp. Mà lại được cái hay là giá, tất cả những cái đấy chỉ có là 18.500.000, biển Hà Nội nữa. 18.500.000 một chiếc Janus anh ngon em lành hết màu rồi. xanh cửu long đúng không? Hợp lý đúng không nhỉ? Đấy, anh mặt em. Mũi pha kính các thứ đều ok, đều đẹp anh em ạ. Đấy. Nhà em thì thường là sẽ lên liên tục các cái sản phẩm gần như em hay gọi là những sản phẩm chiến lược. Nó đơn giản là nó có độ thông dụng, giá thành nó hợp lý, phải chăng. Vâng, giảm 2 triệu ok anh Ngọc Bích. Vâng, anh Phạm Đạt X-Size 28150. Có chứ anh, em qua lên hai chiếc đấy ạ, chiếc em màu trắng đẹp lắm đấy anh. 26 nhưng mà chạy lốp còn zin, sơn zin. Giá cũng chỉ có xem 20 thôi. Anh em có thể cân đối toàn những giá hợp lý. Linh Tú đang bảo là có SH, có em có SH nhập khẩu 2006. Có luôn. Không nhỉ? Có, màu có trắng 125 giá em để ra tầm 33 đến 35 triệu. Anh có thể cân đối hai cái giá đấy nhá. Cho em xin bảng giá Excel 150 phía sau nụ cười. Thực ra là Excel 150 nó tầm 15 triệu trở lên đã đúng có xe rồi. Nó phải lên đến gần 40. Đặc biệt là em đang nhận một chiếc Exciter 160 ABS. Anh em nào có nhu cầu, có quan tâm hãy liên hệ sớm nhất. 160 ABS anh em nhé, đó là một form Exciter mới nhất. Em nhớ là ABS thôi, sorry em chưa cập nhật được cái dung tích là 160 hay 155. Đấy, xác định là có ABS và thêm nữa là nó chạy có 1000 cây. Đấy. Anh Phạm có Quây Thái, anh Hải Trần. Thái xuất sắc có không bác? Hiện tại không, Thái xuất sắc không em có. Đang không còn. Quây Thái em cũng không còn anh Hải Trần nhé. Vâng. Ok, vâng. Cảm ơn tất cả các anh em trên cả hai bếp. Mong các anh em chia sẻ rộng rãi hơn để những cái xe này với các đường line này đến được nhiều các anh chị em đang cần và đang có nhu cầu hơn đúng không ạ? Đấy, các bác ở bên đằng cạnh đang ngồi trực tiếp, đấy là những khán giả trực tiếp. Đấy đúng không ạ? Xem thấy bác hôm nay đến giao lưu bên em đúng không bác nhỉ? Ừ. Đấy thì bác xem đấy, những cái xe này bác thấy đã chọn được chiếc nào chưa? Cũng xem được một xe rồi. Đúng, xem được một xe rồi đúng không? Đấy. Những này nó là người thực việc thật, giá cao đúng không? Vâng, nhưng mà nó là chất lượng tốt. Cũng sẽ có những cái giá thấp, bác có thể sang xem cân đối cái nào giá cao giá thấp rồi mình tính toán cái được cái hơn để lựa chọn đúng không ạ? Ok, chưa biết mua bán thế nào cứ gửi lời cảm ơn bác và gia đình cũng đã đến ủng hộ xe máy Hoàng Kiên nhá. Xe tiếp theo anh em nhá, 50cc dành cho sinh viên không cần bằng đấy ạ. Rồi, anh Minh Chiến Thắng SH1 đời 2016 giá khoảng 35-37 anh nhá, biển Hà Nội đấy ạ. Em sẽ hay nói biển Hà Nội hơn, các anh lấy biển tỉnh lùi cho em khoảng 3-4 triệu trên một xe. Lít
X50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng nha anh em nhá. Đây cho các mẹ các chị em đi công ty, đi chợ, đi búa, đi nhẹ nhàng đều các, ok ạ. Các cháu đi học không cần bằng đúng không ạ? Vài năm nữa các cháu ra trường lại có con xe Vision đi. Thế là xong, lại bán lại cho chị đi xong thì lại nhường cô em. Thế là cũng lại tiếp tục một quá trình tiếp. Vì nó đơn giản là SOM, là lành, là bền, là những cái dàng bọn em hay gọi là hàng hãng, hàng hiệu rồi. Vâng, biển 29A anh em nhé, 13675. Đấy, một chiếc vâng, nó sẽ không có cái gì nó lỗi lầm nhiều ở những sản phẩm này. Đời 2017, giá để cho anh em mình trên like là 12.500.000, giá mới. Đây em khẳng định với những dòng Elite này là giá mới rất nhiều. Nó cũng là gì đấy, nó rơi vào những cái giai đoạn các em học sinh không nhập học, nên bên em đã mua được những sản phẩm này ở mức giá thấp. Nó lên X60 đi. Để, con đấy thì phải để liên hệ với chưa, lại chưa thành công được anh nhá. Đẹp lắm, 1000 cây màu đen sần ABS. Đó là hàng thích mới nhất bây giờ. Vâng, đúng rồi, mới nhất bây giờ. Đấy, 2024 bây giờ mới nhất bây giờ đấy. Rồi, chiếc này thì em giải thích tiếp nhá. Nó là một chiếc 50cc mà những lúc này mới mua được rẻ thì em cộng cũng rất hợp lý thôi, 12.500.000, zin hết đây. Đây tay nắm đặc trưng của SOM đây. Anh em nhìn công năng mặt nạ hay công tơ tất cả đều nguyên bản và hoạt động nhá. Sần này zin hết. Được không ạ? Hàng của SOM thì các bác dùng như những dòng Enzo ngày xưa các bác thấy rồi đúng không ạ? Hay là Atina, nó đều có một cái chung đó là bền và vẫn có rất nhiều các head sử dụng. Đấy, ví dụ như các xe tàu thì em thấy gần như đi đường chả mấy khi gặp head, nhưng các xe SOM bác nhìn thấy đúng không ạ? Bao giờ cũng có là Honda, Yamaha, SOM, Piaggio, những thương hiệu gần như là phổ thông rồi, gọi là hàng hiệu được không ạ? Rồi, 12.500.000 nhá. Vâng, 2017. 2017. 2.500.000 của SOM anh em nhé, 50cc cốp đi rộng lành đúng không ạ? Rất lành đây, các cái để chân này các bác nhìn này, đều là nguyên bản hết đúng chưa ạ? Nguyên bản hết luôn cả hai bên đấy, da máy này, cái tem này cũng đều là zin hết này các bác này. Mặc dù là các cháu sử dụng nó cũng sẽ không thể giữ bằng các cô các bác được, nhưng mà đây là những chiếc mà em thấy các cháu nó cũng giữ ok đấy ạ. Về bây giờ là các bác chỉ việc đổ xăng lăn bánh thôi, cả hai bên tem đều zin hết, để chân này ngon lành hết. Cần gì phải mua những chiếc xe đạp điện làm gì? Các bác thêm cho em một chút nữa, lấy hẳn những chiếc xe máy xăng này chạy hết, chị chạy lại đến em chạy xong lại rồi để cho người tiếp theo xong lại bán. Nó là những cái xe thông dụng mà đúng không ạ? Tiếp theo một chiếc Vision màu xanh tím tiếp theo nha anh em nhá. 2015 đăng ký 2016 rồi. 2016 rồi anh em nhé, con này 2016 rồi ạ, bản vâng, màu xanh cửu long, biển đuôi 5 4 6 7 9, 2016, trên like để cho các bác 23 triệu đồng thôi anh em nhé, một chiếc Vision máy 110, nói chung là nó là gần như là thông dụng nhất rồi, các bác có công nhận với em không? Các bạn học sinh hay là các cô các bác đều đã từng sử dụng. Nào là nhẹ nhất, đơn giản nhất. Trong những mẫu xe ga thông dụng thì nếu mà để nói bán nhiều nhất trong hàng năm doanh số thì thường là em Vision kéo đứng đầu. Riêng xe nữ có rất nhiều, nào Vision Lip hay là Piaggio, nhưng mà Vision vẫn luôn luôn được cái gì đấy là được các chị em ưa chuộng. Kiểu dáng nó vừa vặn so với phố phường Việt Nam đúng không ạ? Rất dễ đi, gọn, nhẹ, lành. Đấy là gì nó mang lại được cho anh em mình. Giữ giá nữa, đi chán bán gần như nó không có hao mòn giá nhiều. Thì đấy là những cái mà các bác dùng rất là ok. Đây là một mẫu 2016, bản Vision đời chung, nó cũng là những cái đề từ, động cơ thì vẫn vậy, cốp thì rộng hơn một chút, nhưng mà thôi các anh em mình đi thì em thấy nó cũng là phù hợp nhất rồi, rất êm, đấy, nhẹ, nhỏ. Chưa bao giờ trên Hoàng Kiên em có những cái sản phẩm Vision hàng ế, hàng tồn, hàng đọng cả, tại vì sao? Tại vì nó luôn luôn được các bác ủng hộ rất nhiều, đấy nên là những bác nào đang có nhu cầu, hãy cân đối. Màu sắc, giá cả và biển số thôi. Còn về chất lượng em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm nhé. Vâng, 1 năm về máy. Em không có spoiler rồi anh ơi. 1 năm về máy luôn để các bác yên tâm. Acquy 6 tháng. Máy zin anh Tuấn Nguyễn nhá. Hàng máy zin luôn để các bác yên tâm. Sơn si có, đi xe thời trang. Nhưng máy là zin. Nhà mình có con xe Dream Thái tem hồng, máy zin. Không còn ạ. Đẹp nào không? Em không còn rồi anh ạ. Dream Thái. Vâng, những cái dòng Dream Thái mà máy tem hồng đời 1993 và 1994 đấy là cái thời đấy là bây giờ cũng anh hiếm lắm. Duy Nam chào hai anh chị. Vâng, à, chào các anh em trên cả hai bếp của xe máy Hoàng Kiên. Lúc trước thì nhà em có nhiều những cái dòng xe đấy. Về Zin Thái bác thì xem em đi nhiều. Đấy. Cũng lại thấy còn, cũng lại hợp hợp đúng không ạ? Đấy đấy hợp vâng, hợp đúng rồi. Đấy. Đấy, chú cứ cân đối đi xem nào có con nào được thì hợp tình hợp lý với túi tiền của rất mình. Rất thích thì các bác nào đấy em cũng trên like, bác nào cũng có nhu cầu trực tiếp xem sản phẩm hay là muốn lên giao lưu và mua hoặc bán trực tiếp thì cũng lên nó trực tiếp Nam Hải. Anh em ạ. Cứ đến khung giờ này giúp em. Nào bọn em làm thật.
giao lưu thật. Zin nhá, da máy này vẫn là zin này. Đấy, để chân cao su vẫn zin này. Có chăng là sờ ba lại một chút nhựa gầm hay là yếm hay là tay sách thì đấy là thôi, mình cũng là để cho nó vuông vắn cái xe để các bác đi lại. Theo em tư vấn thì nếu các bác muốn sử dụng những mẫu xe coi như là nó gọi là xe cũ đi thì các bác hãy nâu lăm một chút rồi các bác hãy tập trung vào máy móc, bỏ qua cho em chút hình thức ngoài, vì xe cũ mà xước rất khó tránh khỏi, nên cái việc sờ ba nó chỉ là mang tính chất tốt lên thôi, nên không cầu kỳ quá về việc sơn zin, trừ những chiếc mà nó cổ hay là những chiếc giá cao. Còn bình dân các bác hãy tập trung vào máy móc càng khung đấy, và cái chế độ bảo hành kèm theo. Anh Việt Nam chiến thắng, anh đang bảo qua 8250cc 47 triệu ra máy xấu, em muốn tỉa đúng lại được không anh? Nhưng mà em anh phải xác định lấy thì anh tỉa không sao. Đúng rồi. Thậm chí nếu cái tiền tỉa đấy nó không đáng gì cả các anh ạ, so với cái tiền xe. Nên rồi, nếu nhưng mà em phải khẳng định là bác phải là người thật sự lấy và xác định lưu lâu dài. Còn sau khi một chiếc đang zin mà bác tỉa thì lập tức nó lại là cái câu chuyện của việc sơn lại rồi. Thì cái giá bán, thậm chí cái nhu cầu sở thích nó lại phải gặp đúng người khác cơ, chứ nếu mà một người ưa cái mộc, ưa cái zin thì họ sẽ lắc đầu với cái ra máy bán lại. Nên bác cũng cân đối kỹ nhá. Đấy, bác làm được. Nhưng làm thực là ra bác là cái phải xác định lấy ấy, nó là tất cả nó là đồ zin, đúng là cái đôi ra máy kiểu là ngày xưa nó như anh Kiên anh ấy nói là ngày xưa là thường là cái gì nhỉ? Hàng đấy là đi theo hàng biển về. Vậy. Đấy kiểu để lâu xong là hay là gì đấy. Tại cái em cũng không biết được cái đấy, nhưng mà đại khái là cái da máy của nó hơi bị nó tối màu, nó xuống màu, xong mà nó lại còn bị ghẻ ghẻ nữa. Đúng rồi. Đấy. Mất điểm. Con đấy đúng mất là điểm. Mất điểm cái đôi da máy rồi. Còn đồ đạc cũng rất là đều. Nhựa siêu đẹp. Đúng rồi. Nhựa mỹ miều luôn. Đồ bò đẹp, máy zin. Tất cả ok. Đấy, cái quan trọng nhất là máy zin, đúng là cái đôi da máy rồi. Em nhìn em thấy cũng yêu. Anh Zin Nam hỏi giờ đích màu đỏ đen phanh cơ vành nan. Có luôn anh, hôm qua em có hai chiếc tầm 2021-2022. Đều rất đẹp anh nhá, lốp láp zin, đồ zin hết. Anh có thể cân đối. Vâng. Nhiều lắm. Rồi anh em nhá, tiếp theo đây một chiếc 82. 94 đăng ký 95. Nói chung là sang 94 95 này thường là nó là những cái bản đời cao hơn, nhưng mà đây là 94 đăng ký 95. Còn nói chung là báo cáo anh em là 182 đã dọn rồi nhá, tổng quan như thế cho nó dễ. Được cái là nó cũng là vuông vắn đúng không ạ? Không có han gì hay là thủng chi tiết nào cả. Đấy, biển 31 Hà Nội. Cũng rất khuyến khích các bác lớn tuổi cần một chiếc 82 đưa đón cháu đi học hay là đi lại theo đúng tính chất là nó vừa có tính cổ vừa có tính chất sang. Đấy, chứ thì các bác cân đối cho em 182 hơi 70 hàng Honda 1993-94. Đã dọn rồi, vuông vằn thành sát cạnh rồi, yếm thì lô. Đấy, được cái là đề đóm ngon lành, bô quả nhót. Nếu cẩn thận các bác có thể về cái bô nó trông nó đơn giản hơn tí. Bô này thì nó hơi nổ quả nhót mà, đặc trưng rồi. Thì các bác cân đối mẫu này cho em nhé. Đây cả nắp bình xăng. Nhìn vẫn được đúng không các anh các chị? Đấy các bác nhìn vẫn ok đúng không ạ? Thoải mái đi lại thôi. Đặc biệt là giá nhá, 82. Anh quay lại đầu bò cho các bác xem. Hàng đầu bò là các bác phải nhìn kỹ cho em. Đấy. Xử lý đầu bò thì em báo các bạn kỹ thuật rồi. Có kiểm tra các bạn bảo là đâu đó mất một vài 300. Đảm bảo cho các bác chặt chẽ khô đét đầu bò ngay. Đấy. Tại vì em đã xem kỹ, nó chỉ là thấm gom đầu xúc bát, nó chảy xuống, nó ướt, nhưng không phải là chảy dầu gầm máy. Đấy đúng không ạ? Thì cái việc xử lý các bác trong nghề cũng có thể nắm bắt được. Rất đơn giản. Còn máy thì ok, hình thức thì các bác cùng xem. Em thấy nếu mà rửa dọn lên nhìn nó cũng được mà. Vì cái giá thành nhá, giá thành 11 triệu 500. 11 triệu 500 nghìn đấy Honda. Hợp lý đúng không ạ? Bây giờ các bác mua làm sao được cái tầm giá này? Đấy đều phải tầm cao cơ. Nhưng mà thôi, mua đổi xe thì có để phục vụ các bác đang cần. Hợp lý nhá, bác nào lấy về spa lên một chút, lên đồ lên một chút. Em nghĩ là bô quả lại nhót anh em ạ. Đúng rồi. Bô quả nhót đấy. Lại bán anh ra này ơi. Hợp lý quá chứ đúng không? 11 triệu 500 mà. Bỏ ra anh Hải Trần có con nuôi Thái 110 là không shop, hiện tại em không có con nào anh ơi. Nuôi Thái 110 em đang hết anh ạ. Vâng. Vâng. Giá thì tình yêu thương anh em nhá, một chiếc 82. Đấy anh em về có thể xe mới mua về, chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì hết ạ. Anh em mua về thì có thể dọn rửa hoặc các bạn nhân viên đầu tư bên spa em lên. À anh Duy Nam hỏi ZX2 11 12 thì em chỉ còn bản đầu to vành đúc thôi, còn vành nan thì lại trong nhà này đang hết rồi. Anh lấy vành đúc đi, em bán rẻ như vành nan thôi anh, rẻ mà. Rồi. Ok nhá anh em nhá, tiếp theo một chiếc lại một chiếc xe lít đỏ dành cho chị em mình. Rồi chân chống điện vành gồ nhưng mà biển 4 số, đời chót à. Đời cuối cùng 2011 rồi. Cuối cùng của biển 4 số, biển M đúng là cũng cuối cùng. Cuối 2010 nhá anh em nhá, đó 2011, con này là bản 2011 rồi ạ. Bản vành gồ chân chống điện là đời đầu tiên của 2011 nha anh em nhé. Đấy. Màu đỏ đen.
được cái là xe đẹp, bác nào đang cần thì hãy cân đối, hàng là ngon lành hết lên rồi. Rồi. Cứng cáp. Giá để cho các bác là 13.500.000. Bao tiền em? 13.500.000, 2011 nhá. Bao dọn anh em nhá, 13.500.000. Chân chống điện. Và kính đẹp. Được spa ngon lành hết rồi anh em nhá, được spa hết rồi. Đây những cái này là spa sạch sẽ. Được cái rồi. Là đợt giai đoạn này các bác hỏi màu đỏ rất nhiều luôn. Màu đỏ em thấy các bác có nhu cầu săn những cái màu đỏ cho các chị em đi, nó rực rỡ, nó nhìn nó sang đúng không ạ? Đấy, thì bác nào đang cần màu đỏ thì hãy cân đối. Còn đúng ra những cái màu lít 110 trên tầng 2 nhà em còn kha khá, đâu đó hơn 10 chiếc đấy. Đủ các màu, đỏ, nâu, vàng, đấy, bạc đều có hết. Nhưng mà bác nào đúng màu đỏ thì hãy cân đối cho em, liên hệ để chọn chiếc 110 này nhá. 13.500.000 anh em nhá. Vâng. Một chiếc lít đã đầu tư sơn, nói cách khác là sơn cả xe. Sơn cả xe đấy. Đấy, để nó đẹp, nó đồng màu. Con này là anh em nhảy vào thùng sơn rồi xong nhảy ra nó mới bóng lộn như thế anh em ạ. Mặt nó ra kính đẹp. Dở là nhiều khi nó bị đỏ nhưng nó xuống màu, nếu mà mình sơn lại bên này mà bên này nó xuống nó sẽ không cân đối. Nên nên đầu tư làm một quả tất luôn. Đấy. Thì nó nhìn nó đẹp đẽ hơn. Đúng rồi. Tem tay sách sơn, mặt mũi pha kính đẹp, từ cái mặt mũi nó vẫn còn zin này. Đấy, sơn tỉa cho tóm lại là cho nó sạch sẽ ngon lành cảnh đà rồi, anh em yên tâm. Mua về chỉ việc đi thôi, nhìn nó sạch sẽ ngon lành, mình nhìn mình bắt mắt đúng không anh em? Mua một chiếc xe về trông nó ghẻ ghẻ quá, trừ trường hợp là ít tiền anh em về đi chở hàng, còn những cái xe đấy thôi anh em dọn đẹp lên rồi mình càng yên tâm để đi, còn lo lắng về chất lượng. Vâng, tiếp theo một chiếc Way 110 anh em nhá. 2021. Zin. Zin hết. 3.000. Tuần lốp zin này. Càng zin này, chân nan này, nó xuống được không ạ? Máy vẫn đang nổ, trong lúc anh em mình sẽ quay lại luôn tem này, anh nhìn thấy được. Đi một vòng luôn cho em cả đầu bò luôn. Cực kỳ ok luôn. Đấy. Cổ vô cũng vẫn là ok hết. Biển 25 anh em nhá, biển Lai Châu. Anh em Lai Châu, biển 25B1 em ơi. 83795, rồi. Một chiếc 2021. Đăng ký được 2022 chưa? 2021 thôi. 2021 được cái màu nhá, anh có thể quay cái cổ bô để cho các bác có thể xem được, để biết được cái xe mà cái cổ bô có thể biết được là chạy nhiều chạy ít đấy các bác. Đúng không ạ? Tem thì là zin rồi. Và càng bán hay là tất cả cao su này nó đều là liền xe hết. Đấy, những cái dòng quay này thì đúng là các bác cũng có thể yên tâm. Luôn luôn là những chiếc gần như là thông dụng, dễ sử dụng, dễ sửa chữa, lành lặn nhất. Ai vừa lên rồi để 19 được không? 20.05. Không bớt được trên live anh, bớt nhiều thế thì không bớt được anh nhỉ. Xem đi, cân đối đi, xong rồi vào việc. Em chỉ ra lộc một tí đúng thôi, rồi. Tại vì live stream ý, bọn em chỉ ra lộc một tí đấy may thôi. Con đấy 20.500.000 đúng không? Đúng rồi. Em cân đối ra lộc cho anh một chút cho nó. Ôi được, anh cũng xem mấy cái live rồi, cũng như là các bác trên live này. Đấy thì thôi, chiếc LED vừa rồi, 20.500.000, nếu anh có nhu cầu, anh cứ bảo, thôi bên cửa hàng ra lộc anh 300 nhá. Đấy là những cái mà cũng là thật sự là một công taxi cả gia đình mình đến, đã ủng hộ bên em. Ok, các bác cứ xem nghiên cứu, cân đối chốt được thì hãy chốt sớm, vì cũng là nhiều anh em đang cùng xem về chiếc Ablet 24 màu trắng nhá. Vâng. Đây để tiếp tục anh em cùng đề về một chiếc Way A nhá. Em sẽ đưa ra cái giá biển 25, 14.500.000. Bác nào đang cần thì hãy liên hệ tháng 10 2021. Vâng ạ. 14.500.000 một chiếc Way A 2021 zin đẹp. Con đấy anh bán lại. Anh hẹn rồi à? Vâng ạ. Vâng, có một anh khách hàng đang hẹn đến bán con zin Việt Nam. Anh em chờ một xíu nhé mọi người nhé. Chờ một xíu thì anh ấy đang liên hệ với nhân viên bên em. Chút nữa xem nào như nào thì em sẽ lên. Vâng. Bên cạnh đây. Để tiếp theo là một mẫu Blade nhá. Hàng 2016. Được cái vành đúc, vành đĩa. Được chưa? Anh Tuyết Tuyên Nguyễn đang hỏi là em Dung gửi à 82 biển 31 cho mình xem cụ thể. Vâng, các bạn online gửi cho anh nhá. Anh Tuyên Nguyễn, anh em các em online gửi cho anh em luôn cho hộ chị đây. Một chiếc Way Black anh em nhá, đời 2016. 2016. Nhược điểm là có xước một chút, biển tĩnh, ưu điểm là giá cực kỳ yêu thương bất ngờ. Các bác nào đang có cần một chiếc xe dưới 10 triệu thì nhanh tay cho em. Dưới 10 triệu. Chỉ trên line này thôi. Anh em nào Hà Nam nhỉ? Đấy, Hà Nam đâu rồi? Hàng máy zin, sơn zin nhưng mà xước thì thôi. Ừ. Đấy mình có thể sờ ba cái xước hoặc bỏ qua cái đấy sau. Đúng không ạ? 82 em chưa dọn đâu anh em nhé, có 82 vừa xong 11.500.000 đúng không? 9.8 triệu, vâng, 82 11.500.000. 9.8 triệu cho một chiếc Blade 2016, hàng là máy zin. Thời điểm hiện tại sơn zin. Đấy, còn sau này nếu các bác chưa lấy em sẽ chủ động sờ ba lại những cái vị trí xước, những vị trí xước. Đấy. Còn tem nhá, em khuyến cáo các bác tem Way Blade hãy nên để lại để cho nó mộc, chứ nếu mà mình sơn mình thay tem
sẽ có một cái thời gian đợi đem hơi lâu. Đấy là cái nhược điểm, rất nhược điểm của những dòng led các bác Waverled các bác mua. Waya có thể tem dễ nhưng Waverled. Rẻ nhờ anh em nhờ. Có được. 9.800.000 mà Huy Black Honda. Đôi gương zin. Đấy cả vành anh đúc em. Nữa. Ừ, vành đúc nữa anh em nhé. Mua mới nhá, em báo cáo các bác Waverled mua mới đắt hơn Waya với các bản vành đúc này, nó chỉ thua Waverled thôi. Đấy, nhưng bây giờ các bác mua cũ nếu mà Waya thì em vẫn phải bán hơn 10. Mà Waverled em bán còn dưới 10 thì các bác biết rồi, mua mới đắt hơn Waya, mua cũ rẻ hơn Waya rất nhiều. Ừ. 9 triệu là. Có 9.800.000 mua gì đúng anh em. Mua Waya. Đúng không? Một tí không đáng kể đâu anh em ơi. Anh em nào cân đối hãy đặt cọc ship về tận tỉnh luôn nhá. Hàng hai khóa này, các bác thấy được chưa? Hai khóa. Hai gương này, còn đầu bò anh quay lại cộng với cả gioăng giữa em sẽ tả chi tiết tiếp theo để các bác cùng nhìn. Đó, được cái máy zin. Đúng rồi, hơn 3 vạn, không sao. Nó là cái 7-8 năm rồi mà hơn 3 vạn. Ra máy và cái gioăng giữa này các bác cùng xem. Được chưa? Zin đét chưa? Rồi, sơn anh zin này, chắc chắn không có vỡ, chỉ xước thôi, không có vỡ chi nào cả đâu. 90B2 24078 2016 anh em nhá. Bán ra có 9.800.000. Hợp lý. Đấy, anh em nào quan bọc tâm. Bọc cái yên cũng được, nếu mà chạy dịch vụ thì chưa cần, còn nếu mà là mình đi lại thì lên bọc lại cái yên cộng với theo em là kệ hình thức này thì cũng chỉ cần dán cái mõm lại. Này có thể dán carbon để cho nó khắc phục chứ bây giờ đi sơn lại mất thời gian. Đấy là mất thời gian, mất lớp sơn gì phí. Giá tiền này các bác zin hết luôn các bác thấy này. Được chưa? Nó là liền xe, nó là nguyên chiếc, rất hợp lý. 9.800.000. 9.800.000 anh em nhá. Đây đôi giá máy này, nhìn lại vẫn thấy đẹp đúng không ạ? Đôi giá máy của những xe 45 triệu. Anh Trần Tân đang hỏi là con gì nhỉ? Đâu ấy nhỉ? Em vừa nhìn thấy anh Trần Tân đang hỏi. Bên mình có quay 2015 2016 xin giá. Em vừa mới đăng giao dịch những chiếc 15 nhưng mà chưa dọn xong được anh, một vài những chiếc nó sẽ về nó quá đuối nên bắt buộc các bác cũng phải thông cảm. Bọn em đưa lên để spa xong rồi giao dịch. Còn những chiếc đẹp thì em sẽ lên ngay. Nhưng mà hiện tại những chiếc 15, 16 đẹp thì bên em chưa có sẵn hàng anh nhá. Vâng, có con vừa tiền thôi anh ạ. Có con vừa tiền hiện tại là thấy báo vừa mua. Anh xem lại chiếc Blade. Anh lấy Blade đời nào anh? Con nào Blade thì em đang có bản đèn pin. Chiếc Blade vừa rồi giảm ít được không? Không, không giảm được anh ạ. Anh Vũ Bảo. Vâng, anh Vũ Bảo nha, không giảm được nhiều. Anh Cường Con. Ok, Cường Con nha. Sếp em lại đi vắng rồi, chắc là mai xếp xe lại lên anh ạ. Rồi anh Phượng Trần, The Gym 23 giá bao nhiêu? Em không còn The Gym 23 anh ạ. 82 chưa dọn anh Nguyễn nhá. Vâng, Blade vừa rồi là 9.800.000. Các anh hãy cố gắng lên vì xe đẹp thật sự. Đấy em tả rồi, anh cũng bớt một chút. Thì thôi em cũng sẽ ra lộc, anh hãy để em ra lộc. Nhưng mà dòng rẻ này thì các bác nên cố gắng. Nó được như thế cũng không có nhiều đâu ạ. Vâng, rồi tiếp theo một chiếc 50cc dáng vét 3 anh em nhá, dáng sang chảnh vét 3. Rồi, anh Bảo Ngọc anh ấy đọc biển 4 mùa không thất bát. Rồi. Bảo anh thêm cho 1-200 được. Rồi ok. Bao xe dán tuổi đây. Thế à chú? 200 làm cái gì? Được không? Được rồi em ơi, vào trong nhà đi, cứ bảo chú vào trong nhà đi. Còn có mấy trăm nghìn nữa thì chú đúng cứ rồi, vào trong bảo nhà. Chú đi. Vào trong nhà. Em vào bạn anh. Đi anh vào nhà. Đây lên tiếp theo nhá, lên tiếp theo một chiếc 50cc hàng của F Pro Neo Siman Neo máy Detec hàng không tem biển 89. Thôi trên line này bác nào mà đang cần một mẫu xe ga 50cc của Liên Doanh con đi học cho các cháu đi học hay là cái kiểu ở nhà đúng không ạ, thì cân đối 6.3 triệu thôi, 6.3 triệu thôi. Em rồi. Thấy nó cũng là phù hợp với các bác rồi. Nó bị mất tem anh em nhé, con này nó là hàng. Vâng. Có nhược điểm là mất hàng tem thôi, nhưng mà hàng này thì nếu mà là kinh nghiệm em dọn xe nhiều sẽ là lên những chiếc tem lưới, bắt buộc lên những chiếc tem lưới, nó cũng rất hợp lý và đẹp. Đấy. Được là đời 2019, cốp cũng là ok. Biển Hưng Yên anh em nhé, vâng. Biển 89. Hàng này nó không cần bằng. Đây cái tem vẫn trong này đây này các bác này, đúng tem F. F-Pro nhá. Đấy. Nhưng mà nếu mà cần thì lên lại cái tem lưới thì em thấy nó ok hơn đấy. Trông nó đẹp hơn anh em ạ. Vâng. Màu đỏ, các cháu nào thích màu đỏ, mẫu của lưới các ba. Máy ok, đúng không ạ? Là 50cc, 6.300.000. Hay có những chiếc xe đặc biệt. 2019 đen sần giá sao đẹp. Em có một chiếc chất biển nó bị
biển Hà Nội nó bị biển đôi 49 thôi, nhưng mà giá lại có 20 chưa đến 28 triệu, cực kỳ hợp lý. 29 Smart K Denson anh nhá. Cửa hàng có con Raider 150 nào không vậy? Em anh có một chiếc 2014, giá cũng chỉ xem 20 thôi. Nhưng mà đời hơi thấp, 24 đúng không ạ? Hơi thấp, 14 sẽ là thấp. Rồi. Xin giá SH150 đời 2022. Liêu Nguyễn. Anh có cụ thể biển gì không? Nếu 150 biển tỉnh em vừa like là có 76. Nếu Hà Nội anh phải cộng thêm tầm 10 triệu, tức là phải tầm 85 đến 86 thì mới ra được giá đấy anh nhá. Anh Tuấn Nguyễn đang hỏi Dung có con Dream Thái nào chất không em? Dream Thái chất thì nếu máy zin thì em không còn con nào rồi. Đúng rồi. Còn con máy chạm thì em còn vài con. Lúc nãy em có lên một con 18 triệu, xe giật giật. Còn là vài con trong nhà. Thực ra là ngày hôm nay em không vào trong, em không có nhiều đấy. Chính xác, gym em sẽ cập nhật thường xuyên, cũng đang cố gắng mua, thậm chí những chiếc gym vừa rồi đấy ạ cũng sẽ đang cố gắng, mặc dù chủ đang đòi rất là xa nhưng bọn em cũng sẽ cố gắng làm sao liên hệ liên kết. Cũng mong những bác nào có những chiếc Dream đẹp mà đang có nhu cầu bán cũng liên hệ với bên em để có thể được những cái lúc mà nhiều khách hàng đang hỏi, bọn em sẽ cố gắng đưa đò làm sao giá tốt nhất để các bác có thể bán được cái giá tốt nhất. Có thể trực tiếp những cái lúc live các bác lên thẳng cửa hàng để được gặp gỡ trực tiếp giám đốc em hoặc đội ngũ mua bán để giao lưu với khách hàng trực tiếp luôn, đúng không ạ? Rồi anh em nhá, tiếp theo một chiếc X-Size 135. Vâng, màu trắng em về đợt vừa rồi khá nhiều nhưng mà các bác hay nói là biển tỉnh thì chưa cao nó ưng lắm thì em nay là sang biển Hà Nội luôn. Hai chiếc xanh vừa rồi đều biển tỉnh. Thì biển chiếc này là 9K1 anh em nhá. Vâng. 27552. Côn tay bản bản 10, trắng đen 12 triệu 800. Vâng, 12 triệu nhỉnh hơn những chiếc biển Hàn tỉnh đâu đó đôi triệu, nhưng mà được biển Hà Nội là đúng rồi. Hàng cũng là câu chuyện của những chiếc X-Size 135 một thời mà các bác nào đã từng chơi, từng sử dụng đều có thể biết, không hề rẻ lúc mua. Nhưng mà giá thành hôm nay trên live thì lại hợp lý vô cùng luôn, đúng không ạ? Có photo chủ xe đầy đủ nhá. Hàng máy zin trên live để cho các bác nhà mình 12 triệu 800. 12 triệu 800 nghìn đời 2012 đúng không em? Vâng. 2012 form dáng của X135 nha anh em nhá. Đấy, anh em nào thích côn tay, thích giá vừa tiền, thích trải nghiệm côn tay làm cho em con này. 12 triệu 800 nghìn đô biển Hà Nội đấy ạ. Đấy anh em, nhiều khi anh em cứ thích côn tay giá tầm dao động tầm 15 triệu xuống. Đấy, có luôn. Đồ mộc anh đẹp nhá. Vâng, đồ vẫn còn mộc, vẫn còn zin. Đấy anh em quan tâm con này thì Apollo cho trực tiếp các bạn nhân viên nó vâng. Cứ đem nhé mọi người nhá, 12 triệu 800 nghìn nhá. Hay những chiếc xe số đúng không ạ? Vẫn đi đúng chơi rồi. Đi phượt thoải mái luôn. Mà thực ra phải khẳng định với các bác, nếu mà các bác chạy đường trường, chạy dài thì cái dòng xe côn luôn luôn sẽ là lợi thế hơn rất nhiều so với những chiếc xe số. Khung sườn chắc chắn, xe nó cứng cáp, nhìn chạy nó chắc nó đầm, nó sẽ hơn những chiếc xe số đơn giản. Mà giá thành đúng 12.8 thì hoàn toàn là những chiếc giá quay rồi, đúng không các bác? Nên nếu bác nào đúng là đang sở thích, đang nhu cầu xe côn, hãy liên hệ sớm nhất để được những cái chiếc xe máy zin nhá, chính chủ X-Size 135 mà có 12.8, hợp lý đúng không ạ? Rồi anh em nhá, tiếp theo một chiếc bản sân. Hàng gọi là bản đặc biệt, với những dòng Vision thì bản đặc biệt này được các bác chọn rất nhiều, đặc biệt là màu xanh. Xanh sần và đen sần là hai màu của bản đặc biệt, nhưng đen sần thì nó thông dụng, mà xanh sần thì các chị em nữ mới gọi là đúng sở thích. Các bác thấy được không ạ? Zin hết như này. Xe của 2022 rồi, hai khóa đầy đủ, lốp trước lốp sau còn zin, biển phố này, biển Hoàn Kiếm, phố chuẩn rồi. Từ cái cổ vô các bác có thể thấy, không có sờ ba một cái gì cả. Đây. 29C1 anh em, C2 anh em nhá, 061. 01641. 01641. Đúng rồi. Hàng là zin này. Biển số. Này. Anh quay nhanh quá anh ạ. Ly lông để chân này. Đau chân quá. Zin hết luôn. Bóc ly lông chưa hết. Cái này chắc là đang dọn dở rồi. Các bác nhìn thấy bóc ly lông đúng không ạ? Đây. Hàng nó mộc mạc thế này các bác còn lăn tăn gì nữa, đẹp thế này đúng không ạ? Quá hợp lý rồi. Vision gần như là không có gì để chê với mẫu Vision này, vừa đẹp về chất, vừa đẹp về dáng và giá. Dáng còn rất giá thì luôn luôn sẽ là những cái điểm yếu khi mua, các bác bao giờ cũng sẽ bị giá cao, những chiếc Vision nó giữ giá nhất mà. Gương được đầy đủ hết đấy. Vâng, em chính nhé. Chủ mà mua trực tiếp của chính chủ. Đăng ký tháng 2 của 2023 các bác nhé, xe của 2023 rồi, 32 triệu 500, được bản mới 500. Nhất, được đăng ký 23, đúng không ạ, mặt nạ thể thao này, lốp zin, đồ zin, hai khóa hai gương đầy đủ hết, chính chủ mà, lên cả đèn led này các bác thấy, dán ni lông cả xe thì em đang bóc ra rồi, đấy, đầy đủ hết rồi, các bác chỉ cần đổ xăng lăn bánh thôi, 32 triệu 500, đấy là những chiếc đẹp, những chiếc lướt. Gần như là lướt, chính xác, lướt tuyệt đối rồi.
đăng ký được 2023 các anh chị nhá. Vâng, đây, một chiếc vừa cao tiền rồi, giờ mình lại làm con ít ít tiền. Rồi, vừa ít vừa. Tiền cho anh em gọi là mua cho con cho cháu đi học đúng không ạ? Vâng. Đấy, đi nhẹ nhàng làm cho em con này là hợp tình hợp lý này, rồi anh cho em xin một vòng. Vành trắng, rồi, nó là đời 23 14 rồi, là được cái form dáng Vision gọi là đời đầu. Ừ. Để lao cốp mở khóa sau. Ừ. Đấy, biển số 29X3 anh em nhá. 09297. Đăng ký là tháng 12 của 2012 các anh nhá. Đời cuối cùng của 2012 là form phục vụ cho xe 2013. Ừ. 13.500.000. Vành trắng này, nó là bản vành trắng. Một, tem nổi này, hai. Đấy là những chiếc tháng 12 của 2012 bắt đầu mới sản xuất ra thì chiếc này đời đầu. Có spa lại rồi. Ừ. Được cái là giá thành đúng không ạ? 13.500.000. 13.500.000 một con hơn 30 một con. Vâng. 13.500.000. Đúng không? Mà hay ở cái chỗ nhá các bác, động cơ bằng nhau đều 110. Khác là những cái hình thức nó sẽ khác nhau này, cộng với cái tiếng đề. Dòng này là đề lao, em sẽ để lại các bác nghe, nó sẽ xẹt một phát nó mới nổ. Đấy, nó là đề lao. Còn dòng kia là đề từ, từ 215 ra đề từ nó êm hơn. Dòng kia thì mở cốp ở trên, chiếc này thì phải mở cốp đằng sau này. Đấy, thì nó có vẻ là nhiều khi nó các bác hay chê ở cái kiểu dáng. Kiểu dáng thôi, chứ còn động cơ và chất lượng thì em khẳng định khách hàng đi nhiều đều có nhận xét. Những mẫu này thậm chí chạy máy còn đanh hơn cả những cái mẫu đằng sau. Nên bác nào đang có nhu cầu lấy với tầm tiền hợp lý 13 năm, liên hệ cân đối những chiếc Vision form dáng đời này. Em thấy rất hợp lý đúng không ạ? Giá này là phù hợp cho các bác nào đang cần chiếc xe ga Vision phân đi khúc lại. Gọi là mua đúng cho rồi. Các cháu đi học, với lại là mua cho chị em nhẹ nhẹ đi công ty, công việc các thứ. Đây, chưa bao giờ mà Ablet 150 lại rẻ như bây giờ. Hôm qua em mua hai chiếc cơ, một chiếc biển 19 và một chiếc biển này, biển 60. Thì đều thấy chung một điểm là rẻ. Thật sự là 150 anh em công nhận, hơn 30 triệu một chút đã sử dụng được Ablet 150 lại phanh ABS là thấy nó có phù hợp không ạ? Mua mới thì toàn cứ 57 triệu lúc ra. Đấy, bây giờ thì họ dừng lại, họ ra 160 rồi. Nhưng mà công năng các bác ơi, công năng dịch vụ nó vẫn là phanh ABS, vẫn là máy 150. Vẫn là câu chuyện của sơn zin hết, các bác có thể nhìn thấy. Đẹp thế này, tem okay, mát zin. Kiên Trần luôn ạ. Zin hết. Cuối năm Sài Gòn về tìm cho em cái xe 150 màu đen nhám. Anh luôn rất là nhiều nha anh em nhá, đen nhám này anh em cứ báo trước cho bên em tìm, em hỗ trợ tìm cho con nào nó đẹp rồi zin hết để các bác có thể cân đối. Đang 150 nhá, có cả cái sạc này, dự phòng này, đèn led sáng này, nói chung là đầy đủ hết rồi. Các bác nào bây giờ đang cần một mẫu 150 phanh ABS, nhớ cho em là phanh ABS, thì liên hệ chốt rẻ hơn rất nhiều 125 mới cơ. Đấy, bây giờ trên line này các bác có tin được em bán ra giá cực kỳ hợp lý phù hợp 33 triệu cho 150, một chiếc 150 hợp lý đúng không các bác? Mỗi cái biển tỉnh thôi. Vâng. Mỗi cái biển 60. Đấy, các bác chỉ tập trung đến chất lượng, đến động cơ đấy, hình thức thì zin hết, máy móc nguyên zin thì các bác hãy liên hệ những chiếc này, đảm bảo các bác đi là gần như là ưng luôn. Chỉ còn biển thì nếu mà mình không quan tâm đến biển xa gần hoặc tỉnh thì mình lên cân đối. Rẻ bằng Vision, giá này là bằng những chiếc Vision con rồi Vision đúng không ạ? 29i3 là con nào em? Con có một con đời cao 2021 2022 là nó mà bản sần đấy là 30 mấy triệu ấy. 32.500.000. Còn con Vision 12.800.000. 13.500.000. À 13.500.000. 13.500.000. 13.500.000. Đấy, hai con thì em không nhớ nó là biển nào đâu, em chỉ nhớ nó là biển từng lấy tiền thôi. Bác về à? Đấy, khách hàng này mua vừa mua Ablet vừa like cho anh rồi. Đấy. Ba anh em bố con hay sao ấy? Không thay tem đã bán rồi. Không thay tem xe đẹp quá bán rồi. Chưa cần thay tem. Rồi. Ok, Xai Denson. Anh nào vừa hỏi Xai Denson thì em có luôn Xai Denson đây. Được form dáng này có được không các anh? Đen không thích. Nhám. Đen nhám thì bên nhà có đỏ, trắng, trắng đen đầy đủ hết. Các bác chỉ cần thích form dáng màu nào, form này hoặc màu nào thì lên cho em để em biết. Biển 28 nhá, dòng thể thao côn tay 150 Exciter Denson. Đấy, bác nào mà đang cần chiếc xe đi phượt đi xa mà thích những các cái kiểu dáng nó nhìn nó chất mà giá thành hợp lý thì liên hệ cho em những chiếc này. Tầm này bây giờ thì còn có 18.500.000 là các bác thấy giá thế nào? 18.500.000 cho một chiếc 2017 được không ạ? Rất hợp lý. Denson bằng những chiếc quay rồi đúng không các anh các chị? Đấy mà này được cái mẫu Xai 150 tha hồ đi lại luôn, chạy đường trường, chạy xa, chạy vượt thoải mái. 18.500.000
2017. Giá này là rất phù hợp rồi, bác nào đang cần thì có thể liên hệ. Đây là zin hết nhá, bạc sần zin hết, tem cũng là nguyên bản hết. Rồi. 2017. Máy móc cũng là nguyên bản hết, nên bác nào đang cần những chiếc xe này hãy liên hệ chốt sớm nhất. Ninh có biển ơi. Là 28H1-30838. Giá cũng yêu thương đúng anh em. Rồi, 18 triệu 500. Vâng, 18 triệu 500, bản đen sần nha anh em nhá. Rất hợp lý, vâng. Rồi, các bác còn có comment đang nào? Đang nổ một chiếc Vision biển 89 Hưng Yên. Rồi. Cho em xin một vòng anh ơi, giá vừa vừa tiền anh em nhá. Biển 89 em 1-11713. Anh chấp nhận thương đau à, bên xanh à, bên đỏ. Đang hỏi là chiếc Vision màu đen biển 19 đó bao nhiêu? Màu đen biển 19. Không nhớ, anh phải cho em xin cả đúng rồi, anh hỏi cả biển số nhá, em lại không nhớ ra được. Vâng. Lít anh Đức Tâm, anh Kiên, xếp Kiên này đang đi về rồi anh ạ. Anh Lê Nghi Quang, lít 2010, hôm nay em like mấy con 2010, 2011, 2012, bản 110 đây anh Lê Quang. Chúc xem lại like giúp em nhá. Anh Kiên đấy. Trần chắc hỏi, à chắc hỏi như vừa rồi những biển Hà Nội, như em thế, có một chiếc em lại bán rồi. Vâng, em bán rồi. Còn khi nào em ra biển Hà Nội em sẽ lại báo anh luôn nhá. Ừ. Rồi, ok, Vision. Màu đỏ. Tiền, quay kết đầy đủ cho anh em nhá. Máy, những cái dòng này máy chạy rất là chắc. Biển tỉnh nó sẽ rẻ hơn những chiếc biển Hà Nội vừa rồi, đúng không ạ? Lại phục vụ cho các chị, các bạn nữ cần mẫu xe lành chắc bền mà lại giá thành hợp lý, cũng không quá cầu kỳ về biển, đúng không ạ? Đi lại trên này thôi mà, đỡ sửa chữa, đỡ hỏng vặt là mình cũng đã nhu cầu hợp lý rồi. Chiếc này thì lại đắt đấy chứ không rẻ. 2012 15 triệu 500, vì nó là sơn zin máy zin. À? Cái sơn zin máy zin máy chắc lắm, sơn zin nổ chắc mà chấp nha. Có càng nhá, có càng là sờ bạ lại rồi. Khoa này đây đẹp nhất ở cái khoa này. 15 triệu 500. Ừ. Đóng lại sạch sẽ ngon lành cành đào hết rồi anh em nhá. Biển 89 của rồi anh em làm có yên này. Chắc nịch anh em ạ. Đấy, bọc có yên chắc nịch. Quay cả biển cho anh nhá. Đấy, biển số 89E11713. 15 triệu 500 nghìn. Quay kết đầy đủ cho anh em chị em nhá. Pha kính đẹp, đồ đạc đều theo xe, máy còn zin. Vâng. Đấy, anh em quan tâm. Pha trong veo luôn đúng không ạ? Anh nào mà đang, nhất là bác nào mà đang ở tỉnh mà cần những chiếc xe cho các con em mình học trên này, cân đối cho em mẫu này. Em đang xem livestream mọi người nhá. Tôi đã chán tất cả mọi người. Anh em vẫn còn đang ở đây xem live bọn em là rất là đấy rồi, anh em ăn cơm vừa xem live. Đây, một mẫu của 2023. Em vẫn nhớ hôm qua bạn ấy báo là đăng ký vào tháng cuối năm 2023. Đấy, một chiếc 2023. Đây anh có thể quay cái chi tiết này để anh em có thể vào thẳng luôn. Thông số của xe 2023, đúng không ạ? Mẫu 2023 là mẫu AB bô dẹp hoặc thụt mới nhá, kiểu dáng mới, biển 29 I3. Rồi, chạy hơn 6.000. Zin hết cả xe, đây là máy đang nổ này, cả lốp trước lốp sau theo xe, Oppo cũng còn, tay sách cũng còn, để chân này cũng zin. Hay là những cái cổ vô nó vẫn còn xanh, vẫn rất đẹp đúng không ạ? Hai cánh tay gầm này, các bác có thể cùng xem, chưa một sờ ba lại, tem trước còn nguyên. Hàng máy 125, gần như là gọi một cách khác là những chiếc xe lướt. Lướt mới luôn nhá các anh các chị nhá. Hơn 6.000 km anh em nhá, màu xanh tím. Biển số là 29I3. Vâng. 71164, bản 2023, bản Bobex. Em thì thường hay gọi là bản Bobex, bô vẹt ra ngoài. Đấy, màu xanh tím. 41 triệu 500. Cũng là những cái chiếc thật sự là hợp lý rồi, vì nó được cái form dáng của 2023. Sản xuất đăng ký đều của 2023 hết, mà chạy hơn 6.000 cây từ những cái tay phanh, các bác có thể cần xem đúng không ạ? Zin hết luôn, hay là những cái lốp hay là lườn hay là chi tiết trên xe đều chưa có xước sát gì cả. Đấy, được rất nhiều những cái ok như vậy, nên bác nào đang cần thì hãy liên hệ. Đây, cái mỡ bò của nhà máy các bác nhìn vẫn còn zin hết. Xe mới rồi. Bác chỉ việc đổ xăng và lăn bánh thôi, rẻ hơn xe mới, tiền đăng ký, tiền biển cộng vài triệu. Đây là những cái lợi thế của Honda. Nó luôn luôn giữ giá, nên là với cái phân khúc mới lướt chạy mấy nghìn cây đều đẹp thế này thì những cái giá này là hợp lý. Bác nào đang cần mua mới hãy liên hệ cân đối. Vâng, anh Vũ Đức Hưng chào Hoàng Tiệp và em Dung, cảm ơn anh. Anh Nguyễn Tú, 15 chốt chiếc, chắc là chiếc Vision đúng không anh? Chắc 15 năm anh ạ, em có bớt thôi anh nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn tất cả các anh em đang ủng hộ trên cả hai bếp ạ. Vâng. Anh Thông Nguyên có con giờ S100 không bạn? Hiện tại giờ S100 em đang không còn con nào. Hôm qua em cũng được một anh khách cũng hỏi là anh ấy đi từ đâu, anh ấy đến ủng hộ những cái dòng máy 100 đâu đó 4 chiếc đều ở phân khúc dưới 10, cũng lấy về chắc là để dọn dẹp xong rồi bán đấy, hoặc là cho thuê. Cũng rất nhiều các anh em nhiều ở anh các em hỏi mọi đấy. Miền tổ quốc hay đúng là những anh em làm thợ đấy ạ, cũng hay liên hệ và chốt xe ở bên em.
những cái giá hoàn toàn là hợp lý, những buổi live đều là những giá trực tiếp nên các bác cũng nên cân đối. Nếu đúng những cái xe mình đang có nhu cầu cần, mình thích hãy liên hệ chốt sớm nhất, đúng không ạ? Vì sản phẩm có một, nhiều khi nhiều bác chần chừ là lại không còn cái sản phẩm đấy nữa, lại phải đợi thì lại mất thời gian của các bác sau này thôi, đúng không ạ? Chứ bọn em là cũng sẽ vẫn về và liên tục phục vụ tất cả những anh em khách hàng đang cần chọn những cái xe nào mà chất mà ưng pháp lý hay là những cái nguồn gốc rõ ràng là bọn em đều phục vụ các anh em hết. Anh Đặng Khoa đang hỏi có con 67 nào không? Em còn hai chiếc 67 anh. Em còn một nếu con anh cần là 15 năm, một bạn con là 16 triệu. Vâng, hotline gửi ảnh chi tiết. Vâng ạ. Cũng rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em. Anh em nào mà cứ có nhu cầu mà mua những cái dòng xe gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em nhé. Vâng ạ. Đấy, cũng muộn chưa rồi. Vâng. Cũng xin phép anh em bọn em xuống live. Vâng. Hẹn anh em buổi live ngày hôm sau. Dạ. Chắc là chiều hôm nay em mới lại... Huệ sẽ là những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em. Vâng. Vâng, gửi lời cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha mọi người nhé. Vâng. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.